Chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người một cái quá trình để thi công một cái chậu rửa được lắp âm trên một cái mặt đá thạch anh. Thì đây là cái bộ khung nhựa để nâng đỡ chiếc chậu rửa này. Chiếc chậu rửa đã được nằm gọn ở cái phần khung rồi nhé. Thì trong quá trình mà làm cái phần khung nè, mọi người phải tính được là yếu tố là có thể là tháo rời để hạ xuống khi chúng ta cần nâng cấp và thay thế chậu rửa khác. Đây chính là một cái mặt đá trắng, mặt đá thạch anh của hãng VicoStone. Cái ô trống trống bên này á, là khu vực của máy rửa chén nha mọi người. Mình mới ốp một tấm đá rồi, còn thiếu một tấm nữa. Đây là hãng VicoStone nè, một hãng đá thạch anh lâu đời ở Việt Nam. Mọi người thấy không, đây là khu vực mà chúng ta cắt để ôm vô cái phần trụ. Sau đó thì những tấm kính và đường keo sẽ bôi vào. Này là cái phần khung nè. Nên nhớ nha, làm gì làm chúng ta và có thể là tháo rời được cái bộ khung để hệ xuống dưới. Đây là một chiếc chậu này thì chất lượng nó không được tốt lắm. Mọi người không nên mua cái chiếc chậu như thế này nhé. Vì khi mà lắp âm chúng ta cần một chiếc chậu rửa có thể là tốt hơn, bền hơn. Đây là hai anh thợ, anh sẽ vệ sinh và lau chùi cơ bản trước khi mà khiêng tấm đá này đặt lên mặt bếp. Lau chùi những cái đường cạnh để sau này hai tấm nó ghép vào nhau á, nó không có bị cái đường đen đen nhé. Rồi, đây là lúc hai anh đang khiêng tấm đá vào trong nhà nè. Nhà chủ nhà đang gọi là chờ căn bếp hoàn thành để mới sắp xếp đồ đạc được, nên nhìn nó hơi không gọn gàng lắm. Rồi, sau khi lên vào thì hai anh tiếng Anh là đặt sơ bộ xuống để bỏ phần chậu vào trước. Sau đó thì bắt đầu là tiến hành là khiêng tấm đá vào. Phải nhìn trước ngó sau với mọi người, chứ không sẽ trời những cái như cái tủ lạnh được đặt cố định trước rồi. Rồi sau khi đặt xong, cái hay ở đây á, là chỉ cần một lần khiêng ra, cắt và rinh vào là rất là chuẩn luôn. Đa số là ở trạm như vậy là họ quen từ luôn. Quen từ luôn à? Họ quen cặn vô á. À. Họ để y nó cắt là sao mà có chậu, chứ không bỏ chạy vô là vừa y luôn. Y chặt lắc luôn. Thấy một cái ngược lại cái chặt quên em cũng quên mất rồi đó, quen cạn vô á là thành ra là các y nó phải chạy luôn, là cái vừa y cái chặt nó luôn không có đường nào để chạy nữa. Bởi nó kêu bây giờ mới chạy lên đời. Mọi người nên nhớ là không nên ập cái chậu lên trên mặt đá để chúng ta vẽ, đối với những trường hợp mà chậu lắp âm nhé, nên là chúng ta phải tự đo và trừ. Anh có chia sẻ cái vấn đề đó đó. Đây là cái đường mí ghép nè, rất là sạch, trước khi ghép là anh đã vệ sinh rất là kỹ rồi, nên đâm ra cái đường ghép á nó màu trắng. Và chúng ta phải dùng cái loại keo của cái mẻ đá đó nhé, nó có hơn 130 màu, và chúng ta sẽ dùng đúng cái loại màu đó phù hợp với tấm đá này. Đây là một cái hũ keo nè. Cái chậu này thực ra nó là cái chậu được lắp bằng hoặc lắp dương, nhưng chủ nhà vẫn muốn được lắp âm để cho nó thẩm mỹ, nên là sẽ dùng một thời gian, sau này có điều kiện sẽ nâng cấp. Cái chậu hai hố này rất là nhiều hạn chế luôn nhé. Đây là những cái phần góc được bo nè. Sau khi làm xong thì anh tiến hành làm mài lại những vị trí mà cái mối chỉ được ghép nè, rà soát và kiểm tra lại những chỗ nào mà chưa được thẩm mỹ thì sẽ tiến hành là rà lại. Rất là kỹ luôn nha mọi người. Tấm đá đẹp thì phải cần người thợ có tâm một xí. Sau khi làm xong á, mọi người thấy không ạ? Đây là còn dư là hai tấm đá đã được khoét ra, một tấm là bên chậu rửa, một tấm là bên khu vực bếp. Thì những cái miếng mà khoét ra nè sẽ được sử dụng và vẽ những cái đường mà gọi là đường bo cong nè, để sau đó cắt ra những cái thành phẩm. Đó là những cái mặt bàn. Đây, hai tấm thành phẩm sau khi được cắt xong nè, một cái hình hạt sồi rất là đẹp. Chúng ta có thể làm một cái bộ chân inox để bỏ bên phía dưới. Này thì là một cái mặt vuông rồi, được bo bốn góc. Chúng ta chỉ cần cho thợ khoảng vài trăm nghìn thì nhờ họ khoét sau khi mà thi công xong. Đây là quá trình mà ốp cái tấm kính vào bên trong nha mọi người. Đo rất là kỹ nên là đãi vào nó hơi khó khăn một xí. Chứ còn nếu chúng ta đo hở thì đãi vào thì nó sẽ có một cái kẽ hở bôi keo rất là xấu. Cố gắng là đo cho nó thật là khít. Trong quá trình khiêng kính vào như này nè thì cần thêm một cái người nữa để phụ khi những cái đồ mà bị vướng víu. Ở đây thì thường trực là có chủ nhà ở đây luôn.
Rồi sau khi ốp tấm kính vào thì chúng ta là gắn ổ điện vào. Còn đây là một cái tấm bên hông nè, tấm để ngăn giữa tủ lạnh. Dựng tấm này phải gia cố thật cẩn thận, sau đó xịt những đường keo cho chắc chắn. Có cái vách ngăn này thì nó sẽ sạch sẽ hơn. Nhân tiện chủ nhà có chia sẻ mình một cái mặt bàn nè. Trên mặt bàn là một cái bếp từ nha mọi người, rất là thông minh luôn ạ. Bộ bàn ăn có thể xếp gọn lại nữa nè. Đây là mọi người có thể tham khảo. Và đây là một cái đèn nè, cái đèn kết hợp một cái quạt trần, nó rất là mát luôn nha mọi người. Những cái giải pháp hay thì trong quá trình thi công thì mình thấy thì mình sẽ quay và chia sẻ lại cho mọi người. Đấy, chúng ta nên lắp một cái mà tích hợp vừa quạt và đèn như này, vừa thẩm mỹ mà vừa tiện ích. Ở dưới là một bộ bàn ăn. Lúc này thì mình có nhờ một người quay giúp mình để mình tiến hành vào là bôi cái phần dầu mỡ bên trong những chiếc bản lề. Hình thở thì đấu điện phía trên. Đây là cái phần rất là quan trọng mà mọi người phải nên nhớ lưu ý nha. Mình làm gì làm là vẫn luôn luôn chú trọng những chiếc bản lề được bôi dầu mỡ như thế này. Hình thở đang lắp những cái phần điện công tắc ở phía trên, hút mùi và khu vực công táo. Đây là những cái dây cắm, những cái rắc cắm và những cái đầu nối chia nước của máy rửa chén nhé. Luôn luôn phải có dây tiếp đĩa nha mọi người. Việc cái dây tiếp đĩa thì giúp cho máy rửa chén sử dụng được an toàn hơn. Đây là quá trình anh thợ khoét cái lỗ bên trong để đưa cái dao qua bên khu vực mà dưới chậu rửa để đấu nước. Cái lỗ nó hơi bé, đang chưa sử dụng mà chủ nhà đã bỏ đòi chén vào rồi. Set up trước nè. Đây là khu vực mà bên bếp nè. Đây là hai cái vách nè. Hai cái vách này thì diện tích nó chật hơn, nhỏ hơn, nên đôi lúc đó là điều rất là bình thường. Thì chúng ta chỉ cần cẩn mà khoét xuống một xí thôi, không đáng ngại với mọi người. Đây là một cái đèn phía trên ông táo nè. Rất là cần cái đèn này luôn. Nó giúp cho cái tủ được hiện đại và gọn gàng hơn nhé, so với những cái chân đèn truyền thống. Đây là phía trên nè. Đây là một điểm bất cập vô cùng lớn. Đó là 150 mà đi kết hợp với là 90, là cái điều mà mọi người tuyệt đối không được mắc sai lầm ở trường hợp này. Đây là một cái khu vực để chúng ta ấp chén nè. Sử dụng bộ tay nâng để nâng lên nhé. Rồi, đó là những điều cơ bản mà muốn chia sẻ mọi người trong video ngày hôm nay. Hy vọng rằng video này nó sẽ hữu ích với mọi người nhé. Đừng quên để lại bình luận của mọi người ở phía dưới nha. Mình sẽ giúp mọi người giải đáp ạ. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.